Mì xào giòn chay dễ làm ngon như ngoài quán. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Về phần nguyên liệu như chuẩn bị sẵn, Nhi chia làm hai dĩa. Dĩa đầu tiên là nhóm rau củ, dĩa tiếp theo là nhóm các loại nhân. Với nhóm rau củ thì Nhi sẽ luộc trước, cho một ít muối vào nước sôi nè, cho bông cải xanh với lại một ít cà rốt tỉa hoa, rồi Nhi cho thêm một vài trái bắp non nữa. Về phần rau củ cả nhà có thể thay đổi tùy theo sở thích nha. Mình sẽ trụm nhanh chứ không có luộc cho chín nhừ nha. Rồi Nhi vớt ra một tô nước đá lạnh cho giữ được màu sắc với độ tươi giòn. Rồi mình sẽ vớt ra một cái thau để ráo nước. Về phần sốt thì Nhi ghi công thức trên màn hình, sẽ có là nước tương nè, một ít dầu hào chay, tương ớt, tương cà, một xíu hạt nêm chay, đường và một xíu nước, khuấy đều lên. Và để sốt sệt ngon, Nhi có chuẩn bị một thìa canh bột năng pha với 3 thìa canh nước cho loãng ra. Còn đây là gói mì xào giòn quen thuộc, cả nhà hay gặp ở các quán cũng dùng loại này. Mình sẽ nấu dầu ăn cho thật sôi, thả mì vào. Với món này thì chiên phải nhiều dầu quá, cả nhà nó mới bung nở lên. Còn mà tiết kiệm dầu là nó không bung nổi đâu, như cũng như thì chưa bung lắm luôn nè. Còn bây giờ mình xào như cho một ít hành tây xào trước. Phần nhân như gồm có nấm đùi gà, nấm đông cô tươi, đậu hũ nhật với lại một ít viên chay. Mấy cái này cả nhà mua ở cửa hàng thực phẩm chay đều có đó. Rồi như cho một ít cái phần sốt vào cái phần nhân trước. Và số sốt còn lại mình sẽ cho sau cùng nha. Xào sơ để cho cái phần nhân này thấm gia vị. Rồi bây giờ Nhi cho cái phần rau củ vào luôn. Và màu sắc của rau củ rất là tươi luôn. Và do mình có trụng sơ trước rồi cho nên nó xào cũng nhanh chín. Nhi cho sốt vào nè, thêm nửa chén nước nữa. Lúc này Nhi sẽ thêm một ít bột năng để cho cái phần sốt mình sánh sệt lại. Và với món mì xào giòn này nó có hai cái khẩu vị. Một số bạn thì thích ăn kiểu là khô khô nước sốt trộn với mì, còn một kiểu là thích ăn nước sốt thiệt là nhiều luôn, thấm đầy hết cái phần mì xào giòn. Thì cả nhà thích kiểu nào, cái đó thì cả nhà có thể là gia giảm phần nước sốt tùy theo khẩu vị của mình nha. Rồi cuối cùng Nhi cho một ít ngò rí, một ít tiêu xay nữa. Mà hôm nay đặc biệt là quay xong món này mới phát hiện ra là cắt một ít ớt chuông đỏ để cho vào xào chung mà Nhi quên mất. Hên là cái đó mình ăn sống cũng được nên là để Nhi ăn riêng luôn. Bởi vì mai mốt mà nấu ăn là để nó gần gần chứ để xa cái mình quên nó mất tiêu luôn. Mì xào giòn chay này ngon lắm, các nhà tham khảo nấu thử nha.